Good morning, xin chào các bạn. À, hôm nay là ngày cuối của tháng 7 rồi, nhanh quá hả? Hy vọng các bạn có cuối tuần vui vẻ. Mình thì có con gái về thăm cho nên cũng không có phép quay video, chỉ có chở nó đi đây đi đó thôi. Giờ cũng đang bận rộn nhiều chuyện lắm, mình cần phải kiếm chiếc xe cho nó nè, rồi phải lo thằng con làm giấy tờ, tập chỉ cho nó lái xe nữa. Anyway, mình cũng đang nghĩ đến chuyện dọn nhà đi nơi khác một chút. Mướn cái apartment nhỏ. Sống cho cuối cuộc đời. Anyway, yeah. Bây giờ mình thấy khỏe rồi. Mà giờ sao cái ho nó vẫn còn dài lắm. Nhiều khi mở miệng nói chuyện thấy nó ho. Cho nên ít khi làm video. Ho này sao mà nó kéo dài dễ sợ luôn. Lúc trước mình nhớ bị bệnh ho này nọ đồ, thì sau khi uống thuốc trụ sinh, khi mà nó hết rồi thì nó không còn ho nữa. Maybe có thể kéo dài chừng tuần. Còn này như mình bị 3 tuần hết bệnh rồi mà mỗi lần mà nó hả miệng ra là nó ho nhỏ nhỏ. Nó tới nó lui nó xui ra người. Sao cái camera để ngày đây không thấy tốt lắm. Anyway, sáng nay mình cũng chạy ra chợ mua thức ăn, lại ghé thăm mẹ già vài tiếng rồi về, rồi lo giấy tờ công chuyện này nọ rồi cũng bận lắm. Rồi thế xong tranh thủ kiếm chiếc xe cũ sửa lại rồi đi mua insurance bảo hiểm đăng ký cho nó, cho con gái nó. Ây da, nó 23 tuổi rồi giờ phải lo, vẫn lo hoài. Lo dài dài. Cái tật lo là lo thôi chứ còn nhiều. Lúc trước mình nói chắc nó 21, 18 tuổi mình xong công việc không có đâu. Rồi án gỡ cái camera để đây xấu quá. Có cái bình trà đá này nó chạy tới nó cứ lăn lăn, nó kêu lột sột. Coi nhiều video của mấy đứa nó đi lang thang ở bên Đông Nam Á, mình thấy thích chứ sợ luôn, không biết. Cứ nói hoài, không biết tới chừng nào mình thực hiện được. Cái nước mà mình thấy muốn viếng thăm nhất là Việt Nam, khỏi nói rồi. Nhưng mà mình muốn đi Thái Lan chơi, ví dụ như 2 tuần rồi cái ghé về Việt Nam chơi 1 tháng, cái đầu 1 tháng rưỡi rồi là chắc đủ thời gian trở về Mỹ lại đặng dưỡng sức. Gom tiền lại rồi đi 2-3 tháng sau đi chuyến nữa sẽ đi xe tới Đài Loan, ví dụ vậy đó. Ở Đài Loan tuần thấy vui, 2 tuần Đài Loan chắc vui, nhưng mà mắc, mình nghĩ nó hơi mắc. Miễn sao mà hotel là từng 25 đồng trở xuống đêm thì ok, mà hotel khoảng 50, 60, 70 trở lên thì mắc quá. Ăn uống thì đi mình nghĩ chắc không nó nhiều luôn, cái nào nhìn thấy ngon để con ăn chứ, còn thôi mình cũng phải tranh thủ gọi là kiêng ăn chứ. Yeah, cứ mình phải đặt cái mục đích trước rồi mình sẽ từ từ mình tiến tới ha, chứ cứ nói hoài không làm thì cũng chán. Mm-hmm.
giới chỗ hoành tráng, nhất là cỡ tuổi mình đi đi chơi chừng 10 năm nữa, 70 mấy tuổi là bắt đầu chắc không có vấn đề đi đi xa không được đâu, 80 là thôi không. Nhiều người mà người ta chừng 70 tuổi mà nhìn già thiệt là già luôn, còn nhiều người ta 90 tuổi mà nhìn cũng còn khỏe. Có người trung bình sống được có 70 mấy tuổi à, nhiều người sống lâu vậy chứ ít lắm đâu, bao nhiêu người sống tới 95 90 đâu, 50 60 là ngủm hết trơn, rất lụp đập. nói tới nói lùi tới bả chuyện không vui ha. Thôi hãy về thôi, đi vô chợ chút xíu rồi nghĩ được cái gì vui tán tán xa nha. Ăn cá không? Chắc ăn mấy quận rồi. Ăn gì ăn nữa, cá gì được. Cá là tao.